Hôm nay sẽ giới thiệu các bạn là một mẫu module hạ áp có nguồn đầu vào là từ 8 đến 55V và nguồn đầu ra là từ 1 cho đến 36V VDC. Được hiển thị được trên module thì cũng có tích hợp cái LED để hiển thị trạng thái và một cái biến trở tinh chỉnh điều khiển cái điện áp nó ra. Thì module cũng được tích hợp ở trong một cái hộp bảo vệ này. Ở đây là cái nắp che lại cái module. Đây mình đấu nói nên mình tháo cho các bạn xem. Thì hiện tại là cái nguồn đầu vào mình cũng đã cắt điện xong rồi. Mình đã nấu nó một cái đồng hồ đo. Tại vì ở trên đây mạch không có led hiển thị thì mình sử dụng một cái đồng hồ đo đây cho các bạn xem. Thì hiện tại nguồn cung cấp của mình đầu vào là 17.3 và ngõ ra của mình đo được là 16.8. Thì ở trên module này có sự sai số là khoảng gần 0.5V. Thì ở đây mình sẽ tiến hành điều khiển cái điện áp giảm xuống bằng cách là xoay biến trở ngược chiều kim đồng hồ. Vì đây là biến trở tinh chỉnh nên các bạn có thể vặn hơi lâu một xíu. Đó. Cái điện áp này đã xuống rồi nè. Ở đây mình sẽ điều khiển cái điện áp lên lại. Đây thử mình tăng cái điện áp từ cái nguồn đa năng của mình lên. Như lúc đầu mình nói với các bạn là cái module này có sự sai số là khoảng 0.5. Thì ở đây mình đo coi có phải đúng không nha, hay là cái do cái đồng hồ ngõ ra của mình nó bị sai số. Thì đây mình sử dụng một cái VOM thì để đo cho các bạn. Mình đo thử cái ngõ ra của nó coi. Hiện tại thì cái đồng hồ đo của mình thì cũng khoảng là 18.53V. Thì đây thì do cái sự sai số của module rồi chứ không phải là do của đồng hồ nữa.